Hi, chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một cây mai phôi bonsai có bộ đế rất đều rất quái. Thì trước mắt quý vị và các bạn, đây là một cây mai bonsai dáng trực có bộ đế rất đều rất quái. Thì hoành đế cây này là khoảng 200 quý vị. Rễ nó ngoằn ngoèo rất đẹp quý vị. Đó rất là đều, rất là quái. Còn hành thân là khoảng 65. Cây rất là già. Rễ rất là đều, rất là quái quý vị. Còn chiều cao thì khoảng 6 tấc rưỡi nha quý vị. Cây của đế rất đều rất quái. Đây là một cây phôi mai bonsai lùng lực. Cây của đế rất đẹp quý vị. Thì cây mai này được bán với giá ở tại vườn là 26 triệu đồng nha quý vị, 26 triệu đồng. Thì giao cho lưu trực tiếp tại vườn, không bao phí vận chuyển. Thì địa chỉ vườn tại ấp Hưng, xã Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì quý vị và các bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ số của mình là 0378303094. Thì phôi mai này là của ông Dượng mình quý vị. Ông Dượng mình có tên gọi là nghệ nhân tư chi, vườn tại ấp Hưng, xã Đội Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì quý vị và các bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ mình dẫn quý vị các bạn đi mua. Cây có bộ đế rất đều rất quái quý vị. Cây rất đẹp, là một cây mai dáng trực lùng lực, rất đẹp. Thì nhìn ở ngoài bộ đế rất khủng quý vị. Cây cũng rất là già. Thì cây này có độ tuổi rất già quý vị. Khoảng mấy chục năm tuổi, cũng không chính xác được độ tuổi quý vị. Nhưng mà cây rất già. Thì ghế nào ghế nấy muốn bằng nửa cầm tay của mình luôn quý vị. Ghế rất đều, rất quái, ngoằn ngoèo rất đẹp. Rồi mình cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng và yêu quý cái kênh của mình trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thấy video này hay nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi video mình tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.